Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 53. Trùng Hưng Cổ Tự. Hương Cảng là một thuộc địa của Anh Quốc, phần lớn dân cư theo đạo Cơ Đốc nên đạo tràng Phật giáo vắng lặng ít người. Trong thành phố chỉ có chùa Phổ Đà ở Tuyên Loan và chùa Bảo Liên ở Ngạn Bình, trên núi Đại Tự mà thôi. Vào năm 1953, do thời cuộc chánh trị ngày một rối loạn ở Đại Lục, nên một số lớn tăng sĩ phải lưu lạc sang Hương Cảng. Vì không có nơi nương trú thích hợp, nên kết quả là đạo nghiệp tu hành, thiền tập của họ trở thành chểnh mảng, định lực bị chi phối, tán thất rất nhiều. Khi chứng kiến cảnh trạng này, Ngài nhận thấy không thể trì hoãn việc kiến hưng Phật giáo, gây dựng Tùng Lâm, hầu giải quyết nạn thiếu cơ sở cho tu sĩ tu hành. Mặc dù Ngài nhiệt tâm hết lòng hộ trì Tam Bảo, nhưng Ngài đã không đủ tài nguyên để giải quyết vấn đề to lớn này. Khi ấy, chùa Tây Lạc Viên ở trong khu náo nhiệt, diện tích lại nhỏ hẹp nên không có dư phòng cho tăng chúng từ các nơi khác đến trú. Đến mùa thu năm 1953, cư sĩ Đổng Quả Kỳ phát đại nguyện cúng dường chư Phật tòa biệt thự 2 tầng tọa lạc tại Đại Tự Sơn, Vạn Trượng Bộc, tòa biệt thự bằng gạch đá rất hợp cho việc kiến tu đạo tràng. Cơ duyên đến và trùng hợp thay là bên trái của biệt thự này là Thiền viện Quốc Thanh đã bị bỏ phế từ lâu vì do quân Nhật đốt cháy trong thời kỳ Khương Cảng bị Nhật xâm chiếm. Hòa thượng trụ trì đã bị tử nạn trong cơn tai biến này. Thiền viện này chỉ còn lại vài bức tường loang lổ. Chung quanh chánh điện toàn là cỏ dại mọc tùm, trông thật tiêu điều hoang vắng. Tuy nhiên, nơi đây rất tĩnh lặng vì được bao bọc bởi nhiều đồi núi nên thường vang tiếng quạ kêu, chim hót. Đường dẫn lên núi hiểm trở, treo leo, vắng người qua lại nên được yên ổn rất thuận lợi cho sự tu hành. Ngài vui mừng khôn xiết vì được khu đất thánh này. Sau khi thương lượng và được ban chấp hành của cựu thiền viện đồng ý, việc phối hợp ngôi biệt thự và thiền viện lại để tiến hành công trình trùng kiến khu tu viện. Vì tài lực có hạn nên Ngài chỉ bắt đầu sửa chữa tòa biệt thự, tạm thời làm ngôi chánh điện. Sau này có một số người biết đó chính là viện cánh trái của thiền viện Từ Hưng. Ha ha ha,